Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời Sống Của Anh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước thì quý vị nhớ là Billy có mời được một người bạn, một người vị thầy đến chúng ta để chia sẻ về cái con đường học vấn của thầy. Thì ngày hôm nay Billy xin mời quý vị cùng Billy chào đón thầy Robert Nguyễn trở lại. Thì quý vị, nếu mà quý vị chưa biết á, thì hồi tuần trước Billy có cơ hội để phỏng vấn thầy Robert Nguyễn, tìm hiểu thêm về cái con đường của thầy lớn lên, trải nghiệm như thế nào, lên tới trường đại học UC San Diego học về communications và thông tin đi. Thì lúc đó thầy Robert Nguyễn chia sẻ là ba mình bị bệnh thì thầy phải thay đổi cái học vấn của thầy. Thì không biết là thầy Robert Nguyễn có thể cho quý vị khán giả biết thêm một lần nữa là kể từ đó cái con đường nghệ thuật của thầy như thế nào? Đời sống của mình thay đổi khác hẳn khi bố bệnh. Thì cái năm đó đó mình phải chọn là một là giữ cái công việc làm của mình hoặc là nghỉ làm để đi về để săn sóc bố. Thì mình nghĩ là gia đình là ưu tiên một, nhất là tại vì mình người là người Việt Nam thì mình phải lo cho cha mẹ. Thì tình cờ mẹ cũng có một cái tai nạn ở trong sở. Thì trong cái thời gian mình nghỉ làm, mình phải săn sóc cho cả bố lẫn mẹ. Thì nguyên một năm mình dẫn bố mẹ đi bác sĩ, mà sau khoảng 9 tháng là cái tiền trong chương mục savings, chương mục tiết kiệm của mình biến mất hết. Tại mình tự ái quá, mình không dám xin tiền của cha mẹ. Mà lúc đó bố cũng vẫn còn bệnh nặng. Bố bệnh tim, tại vì bị tiểu đường nha. Thì sau khoảng một năm mình thấy chắc mình không có cái cơ hội để trở lại cái việc cũ của mình đâu. Là phim ảnh. Thì là làm phim ảnh đó. Thì ban ngày thì mình dẫn ông già bà già đi bác sĩ hoài. Thì tối về mới bắt đầu việc riêng của mình được. Thì sau đó mình nghĩ thôi, bây giờ mình đi học lại, mình lấy cái bằng sư phạm để dạy học. Thì ban đầu thì Robert có lấy cái bằng dạy toán, mà trong khi đang học để lấy cái bằng đó, mình thấy họ cũng có cái bằng sư phạm về tiếng Pháp. Tại hồi xưa mình học tiếng Pháp 7 năm, mà cùng họ cũng có tiếng Việt Nam nữa. Nói ủa, mình thấy hơi lạ, thấy ủa, mình không biết trong trường nào mà dạy tiếng Việt. Mà Robert là một người ta gọi là overachiever. Nếu đạt được thì mình cũng cố gắng làm. Thì cuối cùng học xong cái bằng sư phạm, mình lấy có 3 bằng nha, thật sự có 4 bằng. Bằng toán nè, tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh ngữ giới hạn là EOD. Thì có 4 cái bằng đó. Rồi 3 năm đầu tiên mình dạy học là toán, mà cái năm thứ tư mình chuyển qua đến cái trường mới. Thì trường đó người ta cần một người giáo viên dạy môn toán, Pháp và tiếng Việt. Wow, 3 môn đó, mà ai ngờ chính mình là người có 3 bằng đó. Oh, có nghĩa là cũng như là trời định rồi. Trời định vô dạy cái trường đó. Thầy Robert, kính thưa quý vị thấy khuôn mặt của thầy Robert nhìn rất là trẻ, nhưng mà thầy nhớ là từ ngày hôm đó cho tới nay thầy đã dạy cho bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa Billy, đã dạy 20 năm rồi. Oh, yeah. Trẻ là tại vì mình đã nhuộm tóc và thoa kem. Mình và thầy, kính thưa quý vị, thầy biết rất là biết take care. Thầy nên khuôn mặt rất là trẻ là như vậy. Thầy Robert có thể chia sẻ cho quý vị á, là khi mà thầy Robert đến học khu dạy cho các bạn trong 3 môn đó, rồi trong tương lai sau những năm sau đó thì thầy chuyên về dạy cái gì nữa không? Thật sự cái trường thứ ba mà mình dạy đó, yeah, họ mướn mình để dạy 3 cái môn đó. Yeah. Nhưng mà đến mùa thu đó khi tụ trường thì không thấy lớp toán nào trong cái thời khóa biểu của mình. Tại vì người ta đã nhiều học sinh đã ghi danh vào cái lớp Việt ngữ,
Mà cái năm đó họ mới bắt đầu cái chương trình Việt ngữ ở trường đó, thì họ nhờ Robert dạy tiếng Việt. Cái chương trình tiếng Pháp đó thì lúc đó nó cũng bắt đầu cái số học sinh bắt đầu giảm bớt rồi, mà cái bà hiệu trưởng lúc đó bà muốn phát triển cái chương trình Việt ngữ, thì cuối cùng bà cũng cúp cái chương trình tiếng Pháp thì để mình dạy tiếng Việt toàn thời gian. Thì từ cái năm thứ ba là mình bắt đầu dạy tiếng Việt cả ngày. Wow. Thì cái 12 năm vừa qua thì Robert cũng dạy thêm cái lớp lãnh đạo, cái leadership class, được gọi là ASB. Kính thưa quý vị, nếu quý vị chưa biết, trong trường của mỗi trường high school có một cái chương trình gọi là ASB, được biết là Associated Student Body, đúng không ạ? Dạ, thầy Robert. Thì trong đó họ dạy cho các em cách lãnh đạo từ bắt đầu từ trường high school. Trong trường middle school, elementary là cũng có sơ sơ rồi, nhưng mà high school các em còn làm nhiều hơn nữa. Billy biết là có những chương trình ngoại ngữ như là tiếng Tây Ban Nha hoặc là tiếng Việt, thì có nhiều phụ huynh nói là con tôi đã biết tiếng Việt rồi, tại sao còn phải đi học tiếng Việt nữa. Thì không biết là thầy Robert có những lời chia sẻ gì không? Sống ở bên Mỹ dễ quên tiếng Việt lắm, cho nên mình phải tìm cách nào để bảo đảm là con mình biết giữ tiếng mẹ đẻ. Không những đó mà không phải là ai ai cũng biết hết về tiếng Việt ha. Chính là người lớn cũng phải học thêm, phải đọc thêm để hiểu thêm về tiếng Việt, để biết, để mở rộng cái trí trí khôn, cái trí nhớ của mình về ngôn ngữ của quê hương mình. Quý vị biết không, Billy phải nói rằng cảm ơn những thầy và cô giống như thầy Robert đó, là khi ra ngoài cộng đồng, Billy biết em nào là thuộc lớp của thầy Robert liền, là tại vì cách xưng hô, cách chào hỏi của các em. Nên không biết là thầy có những cái bí quyết gì khi mà dạy các em tiếng Việt trong trường, nhất là các em mà không hiểu gì về tiếng Việt, hoặc là các em mới qua hay gì không ạ, thưa thầy? Học tiếng Việt, có nhiều người học tiếng Việt ở ngoài cộng đồng, trong chùa, trong nhà thờ cuối tuần, thì hơn là cộng đồng Việt Nam mình đã có những chương trình đó từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ trường có một số trường công cộng dạy tiếng Việt mà học sinh học mỗi ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là mỗi ngày, trong khi có mấy em học cuối tuần thì 6 ngày sau quên hết. Ha, mà trong trường công cộng thì học được cả tuần. Không những đó mà lấy cái lớp Việt ngữ hoặc là lớp ngoại ngữ nào đó thì có thể áp dụng cái tín chỉ đó để xin vào đại học. Tại có nhiều đại học như là những trường UC hay là Cal State, họ bắt buộc là những học sinh phải học ít nhất là 2 năm ngoại ngữ, nhưng họ đề nghị là học 3 năm. Mà nếu học 4 năm là quá tốt rồi. Quá tốt là tại vì họ sẽ làm cho các em, cái em đó đứng nổi bật hơn các em học sinh khác. Và trong lớp của thầy, khi mà thầy dạy cho các em tiếng Việt đó, thầy có dạy cho các em về lịch sử Việt Nam hay không? Dạ thưa có, lúc nào cũng phải, tại vì học sinh phải biết tại sao có người Việt Nam sống hải ngoại, sống ở Cali, sống ở Hoa Kỳ, tại sao? Là có lý do, đâu có phải là tự nhiên mình hiện ra đây đâu. Thì mình phải dạy là các em biết hồi xưa người Việt Nam mình muốn tìm tự do thì phải qua nước khác để tìm tự do đó, để cho con cháu mình có tương lai, có cơ hội để có một tương lai tốt đẹp, không những cho bản thân mình mà để lo cho cha mẹ mình nữa. Và có thể lo cho thân nhân vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Nếu mà các em khi mà các em đến trường rồi đó, thì các em cần phải thi gì để mà được vô lớp của thầy không, hay là các em cứ ghi danh, thấy nghe tiếng tên thầy Robert là ghi danh? Vào lớp thì cũng phải ghi danh, miễn là còn chỗ. Xin mời quý vị đừng về máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin sau đây để mà nghe thầy Robert nói thêm về những cái chương trình tại các trường trung học cấp 2 lân cận của cộng đồng Việt Nam của chúng ta.